Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Shiro One Shiro của Tài Chính Bi. Rất vui vì được gặp nhau với những clip thì tiếp tục hôm nay mình đang có mặt tại tựa game Legend of Sea. Đây là một tựa game thì nói chung cũng có rất là lâu rồi, tuy nhiên thì mình cũng mới phát hiện ra gần đây. Về nói chung về skill các thứ thì rất là phê lòi. Hiện thể hình nhân vật, đọc tiếng nhân vật các thứ cũng rất là phê. Tuy nhiên thì có con không nha, chứ không phải con nào cũng có. Thì nói chung là vào ngày, mình nhớ không nhầm thì vào ngày chủ nhật thì như mình có một clip về cái con nick này rồi. Đây là con nick mình mượn được của một bạn Facebook tên là gì đây, Gonzoger, là chiến 52k. Nói chung thì con ngặt này level còn nhỏ thôi, nhưng em thấy thì dàn đồng đội chỉ mới level 25 thôi. Thì mình rất là mong muốn test được nhiều nick của cái game này, cho nên mình bữa giờ thì mình đang cố gắng vào group để mình hỏi mượn nick. Nói chung là mượn được càng nhiều thì càng tốt để mình test cho anh em xem. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với con nick này, và lần này thì mình sẽ đi đấu trường nha. Ui, giờ mình mới phát hiện ra, để ý là thằng Marco mới level 6 thôi anh em à. Vậy lên thật, yếu vậy. Thì hôm nay mình sẽ đi đấu trường để chúng ta khám phá thêm nhiều con mới nữa. Tại vì đến đấu trường thì sẽ gặp người ta, và người ta thì sẽ có nhiều con tướng cho anh em xem skill. Bây giờ mình sẽ giao đồng đội. Như thường lệ, chúc anh em một ngày vui vẻ. Và xem clip nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhấn like, subscribe, đăng ký. Ok. Thì nói chung là bây giờ mình sẽ nâng cấp cho thằng này. Ui, nói chung anh em muốn xem skill thì vào đây cũng được nè. Đó, thanh niên Marco này là đá, sau đó là cánh chim bay bay. Ui, có cả Moria các thứ nữa nè. Thì tại thằng này mới level 6 thôi nhờ, mình không biết làm sao để nâng cấp cho level nó lên đây. Cái này là sao, cái này là skill, cái này upgrade. Này nhân vật này đúng không? Nè, bấm cái này cho nó lên cấp nè anh em. Ồ, có cách nào bốc nhanh không? Rồi, phải nhấp từng cái hả? Sao đời vậy? Hiện tại là level 25 đúng không? Hay là 25 thì chắc là bốc cũng nhanh thôi. Không có gì hết anh em. Ủa, cái gì đây? Cái dấu cộng này là cái gì đây? À, level 35 mới có thể lấy được cái bình kinh nghiệm 1k anh em à. Hiện tại mình chỉ đang búp bằng cái bình kinh nghiệm 300 thôi. Phải lên thật. Yêu không muốn nói. Nhưng mà từ từ, mình vẫn đang trong thời gian nghiên cứu cái game này để mình hiểu thêm nhiều cái hoạt động hệ thống ở trong đây, mình test cho anh em xem. Giờ mình sẽ cố gắng mượn thêm nhiều nick, nói chung là nick có mấy con tướng mới thì sẽ ngon hơn. Đợt trước mình quay thì nick có tướng ngon rồi, có râu đen, có râu trắng, Katakuri, Luffy, Snuggerman rồi, rồi Kaido, Bitmon thì lắm hết. Nói chung là đủ thứ, bên game này đủ thứ nha anh em. Nó có nguyên một dàn tướng mới luôn rồi. Chỉ chưa có nói chung là tứ hoàng là có hết rồi nè. Chỉ thiếu một số thanh niên mới xuất hiện, ví dụ như là ba bộ ba của Kaido chúng ta có King, Win với Zack thì cũng chưa có này. Đấy, Smoothie, Cracker mới có chưa. Ôi, mệt quá, đang 19 thôi được rồi. Rồi giờ chắc mình sẽ vào đấu trường mình chiến luôn cho anh em xem nha. Muốn vào đấu trường thì chúng ta sẽ vào chỗ contest, sau đó vào arena. Thì lực chiến của mình bây giờ là đang là 53k, thì chắc là mình sẽ chọn những thanh niên nào lực chiến thấp thấp thôi, chứ không nên chọn vượt quá, ví dụ như 55k, 60k không nên. Vào xem thử đã. Hiện tại thì chúng ta có 4/5 này, không biết là lần mua hay là lực đánh đây nữa. Ui, sao tăng lực chiến cao không vậy? Ôi, có một thanh niên 1k nè. Cái này là càng về sau này là lực chiến càng ghê nha anh em, cho nên chúng ta không nên đánh với thanh niên đây. Chỉ nên đánh những thanh niên gần đây thôi. Có một thanh niên 55k thì hơn mình cũng chỉ là 2k thôi, cho nên chắc là mình sẽ đánh thử cho anh em xem. Tại bây giờ đánh thanh niên 1k này thì chắc chắn là win rồi. Giờ mình đánh thanh niên này đi. 55k. Ồ, mình đang 53k, đánh 55k là vừa đẹp rồi đó. Xếp hạng của mình hiện tại là 204. Thanh niên này là 197. Ok, dứt. Như thanh niên này có Aokiji nè anh em. Rồi, vô nha. Anh em sẽ được xem nhiều skill của các con tướng rất là phê loài. Yo, let's go. Ok, chắc là đang để auto rồi cho nên mình không cần phải nhấn thêm. Ui. Ui, 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 ui. Có cả gáp nè anh em, không biết anh em nghe thôi, âm thanh có nhỏ không? Chắc mình sẽ mở to lên xíu. Ok, mình sẽ mở to lên xíu cho anh em nghe âm thanh nha. Tại vì mình đang mở vặn cái mic của mình nhỏ rồi. Đây là bọn Hancock. Ok bạn ơi. Ui, không biết là có vật đang đồng nhỏ, mình sợ nhỏ quá. Đó, chắc là dài là được rồi ha. Ui, ui, ui. Rồi, một thanh niên đã die rồi anh em. Marco thì cuối cùng đã được xuất chiêu. Giờ tới lượt thanh niên Kuma này dùng chiêu nổ bên mình. Quá mạnh luôn. Rồi, xong rồi. Mình thấy toang rồi đó. Chưa gì là máu bên mình rút hơn rồi đó.
Ui Marco nè, biến thành con chim xanh và lao tới đối phương. Wow, và skill cũng khá là mạnh. Minh Dâu đã ra đây tìm đường cứu nước luôn. Hiện tại chỉ còn hai người thôi nên sao đánh lại. Nhưng thanh niên chủ chốt chết hết tiêu rồi. Thôi, ui, có Aoki hồi nãy giờ như là Aokiji chưa dùng nọ đúng không anh em? Hai bạn ơi, nhưng mà cũng chỉ là gãy ngứa thôi. Đây là mắc diều hâu, nhưng mà rốt cuộc cũng sẽ thành bồ câu thôi. Làm sao mà thành diều hâu nổi với các thanh niên này? Ý, ý, lật keo, lật keo, lật keo. Có sự lật keo nhẹ đây anh em à. Ui, nổ nè anh em. Ui, đây là chiêu kỹ băng hà. Kinh quá. Không sao, không sao, không sao. MH có thể lật kèo, MH có thể lật kèo nha. MH có nọ rồi anh em à. Ui, Kabelix vẫn còn sống luôn kìa. Biết đâu đây là một trận lật kèo thì sao anh em. Hổ báo với chúng tôi, hổ báo với chúng tôi. Sao mà chơi nổi. Thế giờ chưa anh em, lật kèo đấy. Ủa sao ọp là gì ta. Ồ, vậy ra đây là cái lượt đánh à. Mình chỉ còn 3 lượt đánh thôi. Không sao, không sao. Ôi bây giờ có thêm một số thanh niên khác lực chiến yếu hơn nè anh em. Có thanh niên lực chiến này 33k thôi nhưng xếp top 176 luôn à. Đánh luôn anh em. Ok vậy. Battle gì đấy. À đánh xong phải chờ đợi hả. Đúng không. Battle come down can fight. Hình như chờ khoảng 7 phút. Này không biết có bỏ qua được không. À chọn reset được nha anh em. Tuy nhiên thì không biết có tốn kim cương không. Mình nghĩ chắc là tốn kim cương. Rồi giờ có thể đánh lại được rồi nè. Hiểu ai, cho dù đánh xong thắng hay thua thì vẫn phải chờ. Đắng lòng thiệt anh em. Đúng là một cái game nó khá là thú vị ở cái chỗ đó. Ui, Moria Kaku. Ồ, đây là chiêu của Brook. Brook, Brook có tiếng nhân vật nha. Ông Gáp cũng tương tự là cũng có. Đây là Kaku. Có giọng của Kaku anh em à. Tụi mày chọc tao có nọ à. Tụi mày muốn chết à. Tụi mày muốn chết à. Muốn chết à. Ui ông Gáp châu nha anh em. Ông Gáp kiểu như tướng tăng cơ ấy, rất là châu luôn. Ui nhưng mà cũng không chịu nổi. Không chịu nổi nhiệt rồi anh em. Nhiệt quá nóng rồi. Smoker. Ui Smoker này skill nổ không. Skill nổ không có hình ảnh luôn ta. Nhưng mà được đấm 3 cái. Quá phê. Marco chim xanh. Chiêu thức quen thuộc của Marco. Kaku thì sao đây. Ok, Kaku này cũng không có hình luôn. Có vẻ đây là một thuộc dạng tướng cấp thấp. Tướng cấp thấp cho nên là không có hình ảnh nha anh em. Kiểu tướng cấp cao mới có thôi. Ví dụ như Kuma. Kuma thì là cấp cao rồi. Đó, chết chưa? Ngu chưa? Thấy chơi ngu chưa? Chọc tao chi gì không biết là tao có nọ tao chém cho banh xác. Chết luôn rồi. Ui. Ui, đây là con Marco thứ thiệt. Chim xanh thứ thiệt nè. Chim xanh thứ thiệt nè. Chim mà chỉ là chim giảm thôi nghe chưa. Rồi ok. Rồi tiếp tục là mình phải chờ. Giờ nếu mà bỏ qua thì như là tốn 10 kim cương. Cho nên giờ chắc là mình sẽ bỏ qua luôn. Mình còn 2 lượt đánh nữa. Đúng rồi, tốn 10 kim cương nha anh em. Hiện tại thì bây giờ mình gặp một đối thủ đó là 56k. Có vẻ khá là lực chiến khá là cao. Tuy nhiên thì không biết là mình có đánh nổi không. Mình 53k nên 56k thì cách nhau 3k thì cũng không phải là vấn đề gì quá to. Cho nên chắc là mình sẽ chiến luôn. Như là bây giờ cũng không còn ai để đánh nữa. Mấy thanh niên kia lực chiến cao quá mức rồi. Nên chắc chắn đánh sẽ không lại. Thanh niên này thì cũng có Doflamingo nha. Cho nên khả năng thắng của mình cũng hơi thấp đấy. Đang là tướng thứ dữ không à. Nói chung là cũng tàn tướng thứ dữ không anh em. Đúng rồi, cho đánh trước đi. Rồi mình có nọ mình tiêu diệt nó sau cũng được. Đây. Anh em có thể theo dõi hai cái ống máu ở trên, ở phía trên là sẽ biết được bên ai đang thất thế nha. Một bên mình hiện tại bên mình đang thất thế này. Đấy, bên kia mình đã câu được một lượng máu cũng không nhiều lắm. Hay bạn ơi. Ok. Hiện tại lượng máu của mình đang có lợi thế nhưng mà lát nữa team kia có nọ lại thì nó sẽ bâu lại thôi. Cho nên thực sự là cái này cũng bên 50-50 lắm. Hai bạn ơi, bên mình câu máu khá là ghê rồi đó. Ui, bên kia bây giờ hiện tại chỉ còn 1/3 ống máu thôi. Thậm chí bây giờ 1/4 luôn rồi. 1/4 ống máu nha anh em. Giờ bên kia bầu lại mới đau đớn nè. Ui, thiệt chiêu bóng đè. Con Moria cũng không có hình ảnh nha anh em. Hơi buồn, hình như Moria cũng là phiên bản tướng đầu tiên. Đây là bò. Thất vũ hải à. Mình nhớ là Moria cũng trong thất vũ hải mà ta. Thế mà cũng không có hình ảnh nhờ, buồn ghê. Đấy anh em thấy không, máu của mình đang bị rút lại rồi kìa.
Và sau những cái tuần nọ này thì tụi nó sẽ đánh được thêm một lần đánh thường nữa. Cho nên là hơi căng ở đây, thua rồi. Mình nghĩ khả năng cao là thua rồi đó. Oh my god, còn một xíu máu thôi. Và chỉ còn một mình bắt vô sống sót thôi anh em. Vậy thì làm sao mà sống nổi? Sao mà win nổi? Ok, chấp nhận thôi anh em, giờ biết sao. Giết được không, giết được không? Ok. Ui, nó có nọ này thì rồi. Toàn hai ống máu hiện đang bằng nhau nè anh em. Tuy nhiên thì bên kia có vẻ là hơi mạnh hơn mình một xíu. Thành ra là mình thua rồi, hơi đen. Ok, không sao anh em. Thua cũng được, không phải là vấn đề quá to. Hiện tại thì có một người khác là 42k lực chiến. Bạn này thì mình đánh chắc là mình sẽ win nè. Mình sẽ tiếp tục bỏ qua 10 vàng. Chúng ta sẽ tiếp tục một trận chiến cuối cùng nha. Mỗi ngày hình như chỉ cho chúng ta 15 lực đánh đấu trường à anh em. Khá là ít. Khá là ít ỏi luôn nha. Nhưng mà chúng ta có thể mua thêm. Hình như số lượng tối đa mua là 5 lần nữa. Tổng cộng lên được 10 lần hay sao ấy. Ê, giờ mình mới thấy được chiêu của Kuma kia nó khá là lạ. Trong đấu trường này thì nó hoàn toàn là auto nha. Nó thậm chí nó còn khóa luôn cả cái auto. Tức là nó không cho chúng ta đánh hành động nè. Nó khóa luôn rồi. Bắt buộc là phải auto. Hay lắm. Lượng máu hiện tại thì mình đang chiếm ưu thế hơn thì phải. Tại vì mình được đánh đầu tiên. Hình như là mình được đánh đầu tiên ấy. Wow, ông máu đã rút rất nhiều rồi. Nhưng mà bạn này thì mình nghĩ chắc là mình phải win thôi. Tại vì lực chiến cách xa nhau khá nhiều. Ok bạn ơi. Sawalker này không hình nặng nha anh em. Nhưng mà thanh niên được đấm tới 3 phát lận sướng ghê. Ui, mạng giật thế nhờ. Tự nhiên nó giật quá anh em. Mà coi chim xanh. Tự nhiên nó giật quá ta. Nó là do mạng hay do gì đây? Trời mưa gió quá mà anh em mạng yếu luôn. Chỗ nào của anh em ở chỗ nào mà mưa thì có thể để lại comment bên dưới nha. Cái chỗ mình là mưa sắp mắc liệt. Mưa kinh vãi. Ui, ý, có quả trứng gì anh em? Quả trứng gì đây? Nhấp cho quả trứng được không? Oh my god, chỉ có một quả trứng xuất hiện anh em nhưng mà nhấp cho quả trứng thì không được nè. Không biết nó có tác dụng gì không thì nó chờ đợi xem. Hay là được quà ta? Chắc là được quà quá. Ui, what? Quả trứng nó nở ra smoker anh em à. Thật là vậy lin. Không hiểu tại sao smoker có thể chui được cái quả trứng đó nữa. Đáng lòng thật. Ok, vậy là chúng ta hết lược nha. Tuy nhiên thì chúng ta có thể mua thêm lược. Cũng 10 kim cương để mua. Nhưng mà thôi chắc mình không mua đâu. Giờ mình vào đây nhận quà cái đã. Wow, được lại 250 kim cương. Đó, có lời đúng không anh em? Có lời liền. Cái này là hình như tham gia 200. Cái gì đấy? Không phải, cái này 200 trận thì mình đã nhận rồi đúng không? Bên đây là chúng ta có là rank win 100 là sao? Không hiểu lắm. Mấy cái này tiếng Anh thì chịu rồi. Bone là gì đây? Colette. Wow, lại được thêm đồ nên em huy hiệu, nói chung mình sẽ được huy hiệu gì á. Quá sướng. Và huy hiệu này mình nghĩ chắc là sẽ đổi vật phẩm gì đó. Chắc là vậy. Hết rồi. Mình xem tôi coi đổi được cái gì không? Ranking này là cái gì? À đây là xếp hạng nha anh em, xếp hạng. Không biết có xem được thông tin không ta? À hiện tại bạn này đang chơi Luffy nè, Kuma và có sao nữa anh em? Có cả sao trên đầu nữa. Mihawk xin tốc đỏ và Luffy phiên bản bà thay ma. BM là chat đúng không? Còn Ad là thêm bạn. Không xem được thông tin. Nhưng mà không xem được skill rồi. Shop nè anh em. Đấy. Đúng như mình nói thì cái huy hiệu này sẽ dùng để mua một cái gì đó. Ôi nhưng mà mấy cái này thì mình không biết rồi. Ê, bên đây có tướng nè. Wow, cái gì đây? Được một lần free nè. Wow, được một cái này. Mình cũng chả biết tác dụng là gì luôn. Thôi hết rồi. Lượt mở tiếp theo chúng ta phải tốn kim cương. Cho nên thôi bỏ đi. Ok. Ripon là gì? Ê, có video hả? Này như kiểu là chiến báo mà mình đã win, đã thắng, đã thua á. Ồ, có nghĩa là như vậy. Hiểu rồi, hiểu rồi. Trời lại mưa nữa rồi anh em à. Trong những cái event này thì mình không hiểu lắm. Mình đọc mình không hiểu lắm. Có event Sabo này anh em. Nhưng mà nói chung thì không hiểu. Mình không hiểu lắm. Cho nên là cứ bỏ qua đi ha. Đây là top challenge gì đây? Ui, 8 cái này đổi được ông này hả? Đúng không? Mà mình thì mới có 2 cái thì phải. Wow, khá là nhiều hoạt động nhưng mà nhìn vào thì chả hiểu gì cả. Cái này là cái gì đây? Short Dead này là cái gì?
Ui cái gì đây, nhấp cho cái này hả? Ôi cũng chả biết nhấp cho được cái gì nữa. À tăng về chỉ số à, mình nghĩ là vậy. Talent. Ui nên bên bên kiểu tăng cấp sức mạnh rồi. Bạn bè nè, có cả bạn bè à. Rồi ok. Còn đeo thì con tướng chúng ta sở hữu, nhưng mà nói chung là nó này còn cấp thấp nên chưa có đâu. Thì cái game này nó có khá là nhiều tướng phong phú, có rất là nhiều dành cho những anh em nào chưa biết thì Kaido Big Mom cũng góp mặt ở trong cái game này rồi nha. Đây, như anh em thấy thì có ông này nữa nè. Ông này là ông Gáp thời niên thiếu. Ui, ai đây? Hancock phiên bản hải tặc. Quá đẹp luôn anh em, mới ra, hình như mới ra sao ấy. Đây là Gáp phiên bản thường đúng không? Rồi, dưới đây chúng ta có Senji Gemma, có bộ áo giáp quá dữ. Luffy Snake Man hả? Ủa, Mon cây kinh Luffy à? Có nghĩa là vua hả? Khỉ vua. Khỉ vua anh em ạ. À. Đâu đây, đây đâu phải dạng Snake Man đâu anh em, đây là một cái dạng khác nữa, dạng Mon cây kinh Luffy. Wow, dữ dằn đấy. Bên đây chúng ta có Luffy Super Nova, Aisabo các kiểu, Rayleigh nè. Ủa vậy là chắc cái đó là dạng Snake Man rồi đó, chứ mình không tìm thấy dạng Snake Man khác dưới đây. Ui Sabo phiên bản gì đây mà áo rách thế này, nhưng bạn đi ăn mày làm cái bang à. Đây Snake Man đây, như mình nói thì đây là dạng Snake Man, nhưng mà tính ra dạng này cũng không giống Snake Man hơn là dạng này. Mình thấy dạng này giống Snake Man hơn nhiều, tại vì dạng này tóc nó tua tua nữa nè. Ui nhưng mà dạng này không biết là dạng gì mà lợi hại nha, kinh đấy. Oh my god. À, tôi được rồi, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Cảm ơn em đã theo dõi clip nha. Nhớ like video, subscribe đăng ký kênh đầy đủ để ủng hộ cho mình. Và tất nhiên bạn nào chưa like, subscribe thì nhấn like, subscribe nha. Bye bye anh em. Mưa gió rồi, lạnh lẽo lắm anh em ơi.